Thưa quý vị, mới đây Tân Hiệp Phát đang khiến giới bất động sản tò mò khi tuyên bố trước truyền thông sẽ lấn sân sang lĩnh vực bất động sản. Cho đến nay thì dường như chưa có thông tin rõ ràng trong câu chuyện này. Thế nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng bên cạnh ngành chủ lực là nước giải khát thì Tân Hiệp Phát đang có ý định nhảy vào lĩnh vực bất động sản. Câu hỏi đặt ra là Tân Hiệp Phát đang kỳ vọng gì với thị trường địa ốc? Phải chăng thị trường nước giải khát đang bão hòa nên Tân Hiệp Phát muốn có một cú nhảy mạnh để mang lại lợi nhuận đột phá trước bối cảnh ngành chủ lực đang gặp khó khăn? Để tìm câu trả lời, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin ngay sau đây. Là một trong những doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực đồ uống, trong hơn một năm trở lại đây, gia đình ông Trần Quý Thanh và tập đoàn Tân Hiệp Phát đã có những động thái mạnh mẽ để tham gia vào lĩnh vực bất động sản. Tháng 6 năm 2018, ông Thanh trở thành thành viên trong ban chấp hành câu lạc bộ bất động sản thành phố Hồ Chí Minh và ý định sẽ dùng nguồn tiền dồi dào của mình để cùng hỗ trợ các thành viên trong câu lạc bộ khi họ thiếu vốn cho các dự án bất động sản. Khi đó, đại gia nước giải khát tiết lộ thời gian tới sẽ chọn thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương là hai nơi để phát triển các dòng sản phẩm bất động sản. Đặc biệt, Tân Hiệp Phát sẽ không hạn chế phân khúc sản phẩm và vai trò doanh nghiệp trong lĩnh vực này, mà tất cả là theo nhu cầu và cơ hội của thị trường. Ông Thanh khá tự tin với lĩnh vực mà doanh nghiệp chuẩn bị dấn thân. Ông khẳng định nguồn vốn và quỹ đất là hai lợi thế lớn nhất hiện nay mà Tân Hiệp Phát đang nắm giữ. Còn kinh nghiệm và kiến thức ở lĩnh vực bất động sản theo ông Thanh là bản thân đang tích lũy dần, thời cơ chín muồi sẽ nhảy sang. Và trong hơn một năm qua, hàng loạt công ty có ngành nghề kinh doanh bất động sản đã được gia đình ông Thanh thành lập. Mảng đồ uống của Tân Hiệp Phát tạo ra cả nghìn tỷ lợi nhuận mỗi năm trong suốt thời gian dài. Nên việc gia đình ông Trần Quý Thanh thành lập cùng lúc hơn chục công ty bất động sản với quy mô gần 20.000 tỷ đồng cũng không phải điều gì quá bất ngờ. Khá tự tin khi tiếp cận với bất động sản, ông Thanh cho rằng ngành nào cũng có những rủi ro, thậm chí bất động sản là ngành ít rủi ro hơn ngành khác, miễn sao doanh nghiệp biết cách quản trị rủi ro. Đây không phải là cú lấn sân đầu tiên của Tân Hiệp Phát. Cách đây khoảng 8-9 năm, Tân Hiệp Phát đã manh nhà một dự án cho người thu nhập thấp tại Bình Dương với quy mô khoảng 12 ha ngoài nhà máy. Nhưng đơn vị này không công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Có thể nói, trước bối cảnh thị trường có rất nhiều cạnh tranh và rủi ro rình rập, những bước đi gần đây của Tân Hiệp Phát đang khiến giới bất động sản tỏ ra tò mò và đặt câu hỏi liệu tay chơi mới Tân Hiệp Phát có thành công với cuộc chơi của lĩnh vực này. Đặc biệt, với người chưa dày kinh nghiệm bất động sản như ông Trần Quý Thanh, để thành công được sẽ không hề dễ dàng.